ta đang đến với phần thi lực dành cho hai đội. Hồi nãy thì thành viên của mỗi đội đã dành lấy thời gian của mình rồi, mà đội ít thời gian nhất đó là đội của Đại Ngọc Trâm và Hoàng Mèo, có 7 câu hỏi trả lời đúng được 70 giây. Không ít thì không làm cái ghê. Rồi chuẩn bị, mỗi lần được một cái thôi nha. Cầm có thể được nhiều cái nhưng mà mỗi lần thấy được một cái thôi. Chuẩn bị. Thời gian của Hoàng Mèo có 70 giây. Bắt đầu đếm ngược. 2, 3, 1. Bắt đầu. Hai, bốn, mười ba. Và số tiền thưởng của Hoàng Mèo Đại Ngọc Trâm là 6.500.000 đồng. Đội Phương Thanh đã có 6.500.000 rồi. Bây giờ tới đội của Quốc Thuận, thử xem Thiết Cường có tài lấy được bao nhiêu tiền đây.
Go. Một. Go. Hết rồi. Mệt quá. Xích ra, xích ra. Xích ra để tôi bảo vệ cái khung thành này, tiền nhiều quá. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31. Mừng đi, mừng đi. Trời ơi, nhiều quá. 31 cái 15 triệu 500 ngàn đồng. Wow. Đối với chương trình Trí Lực Sánh Đôi thì các cặp đôi nếu mà hiểu với nhau mà có lực có trí nữa thì thôi, tiền thôi nó nhiều vô cùng tận luôn quý vị. Bây giờ chúng tôi sẽ tổng kết số tiền của hai đội. Đầu tiên là đội Phương Thanh đã nhận số tiền là 11 triệu đồng. Và đội của Tiết Cương đến thời điểm này thôi nha, đã có 17 triệu đồng. Thưa quý vị, cuộc vui còn tiếp diễn, quý vị đừng tắt tivi nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong một vài phút nữa.